Cảm ơn các bạn đến với laptop shuttershop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop Shuttershop. Ngày hôm nay trước mặt chúng ta là một chiếc laptop đến từ Dell Latitude 5491. Như chúng ta đều biết rằng là Latitude là những phiên bản rất thuần về văn phòng, được phát triển phần lớn tại Mỹ, châu Âu, một số quốc gia lớn như Nhật Bản. Điểm nổi trội nhất của Latitude là có một cái khung hợp kim đạt cái độ bền rất là cao, có thể gọi là hàng đầu thế giới ngày nay. Rất phù hợp với những việc văn phòng có thể kéo dài từ 8 đến 15 giờ mỗi ngày, hoặc là đi ra ngoài công trình công trường. Ở đây thì đợt này hãng Dell đã tạo ra một chiếc laptop có góc form màu đen, đen nhung, nhìn rất là lịch lãm, rất là mạnh mẽ. Phần thân thì nó hơi dày hơn so với mặt carbon A tí xíu, nhưng mà khi cầm lên tay chúng ta cảm nhận một cái khối hợp kim manhê rất là chắc chắn, với những cái cạnh bo đơn giản gọn, giúp cho chiếc laptop nó dễ dàng sử dụng cũng như là dễ mang đi mang lại. Với cái logo biểu trưng của họ là thiết kế bằng hợp kim. Toàn bộ bên trong ở đây là hợp kim nguyên khối, nhưng mà họ thổi lên một cái lớp chất liệu đặc biệt để nhằm cho nó ít trì hơn và ít bám vân tay hơn. Latitude không thiết kế nhiều màu mè, họ đa phần chỉ là màu bạc, màu xám hoặc là màu đen nhung thôi. Mẫu này thì có một cái điểm tương đồng với một số mẫu trước đây như là 5450, cái form hầu như gần giống nhau, họ tăng cái CPU lên hơn thôi. Ở đây chúng ta thấy một màn hình 14 inch khá là chuẩn ha, với camera, nút power nằm ở đây và các bàn phím rất là chuẩn của Latitude, có nghĩa là cái nút hình vuông bầu bốn cạnh tròn và các khoảng hở rất là thoải mái để chúng ta có thể gõ. Chiếc laptop này được nhập từ Mỹ về, phần lớn thì những mẫu này đặt cái độ bền đứng đầu thế giới. Để phân biệt được hàng Mỹ, một số mẫu văn phòng của họ thì họ luôn luôn thiết kế hai chuột, có nghĩa là chuột dựng con trỏ này sử dụng cho hai cái nút này. Ở Việt Nam chúng ta thì không sử dụng cái này, do là họ sẽ gắn tay vào mùa lạnh, nó không xài cái này được, nên là họ sẽ sử dụng cái trên. Chiếc laptop này trong phân khúc giá tầm từ 20 triệu, nó sẽ phù hợp với những bạn nào làm lập trình cần một tốc độ đặc biệt. Ở đây là máy này có đặc điểm nổi trội là chip H. Đó là lý do tại sao dòng này nó lại mang được một lợi thế về tốc độ rất là hay. Điểm nổi trội mà dòng Latitude tạo ra sự phân biệt riêng của họ là góc bản lề, có nghĩa là bản lề của họ có thể mở ra đến 180 độ phẳng như thế này. Thông thường thì các laptop chỉ nên mở 120 độ thôi và không mở ra hơn được, nhưng riêng dòng Latitude là luôn có cái bản lề đặc biệt kiểu này. Chúng ta cũng đừng quá đè nó quá sâu hơn, nó sẽ gãy bản lề. Là bản lề này rất là chắc chắn, được làm bằng kim loại rất là gia cố, rất là hay. Và đặc biệt chúng ta thấy không, có phần khung viền lúc nào cũng có một cái ron để bảo vệ cái màn hình bên trong, hai lớp, một lớp này và một lớp ngoài nữa, giúp cho nó đập lại mà không có bị chấn động màn hình. Thông thường thì những dòng Latitude luôn luôn thiết kế rất là đủ cổng, nhiều cổng để chúng ta có thể sử dụng khi cắm ra ngoài, rất là nhiều cổng. Ví dụ như đây là một cổng USB-C, nhưng có một cái công năng thêm là DisplayPort dòng mini. Có nghĩa là thay vì chúng ta xuất HDMI hay là xuất cái, chúng ta xuất thẳng luôn từ cổng này cũng được luôn nhé. Một cổng là USB, một cái khe SD kẹp. Mặt trước thì chỉ có một cái đèn tín hiệu thôi. Phía bên tay phải thì chúng ta thấy là headphone, micro, thêm một cái USB 3.0 nữa nè. Có nghĩa là xài điện thoại được luôn nhé. Vega như một cái đuôi nơi này để chúng ta đi khóa cái máy lại, giống như là chúng ta cắp dây xích vô đây để xích vô các bạn. Là những công ty lớn người ta sợ máy mang máy về nên họ xích luôn vô một cái địa điểm đó. Phía sau còn rất là nhiều đuôi, rất là hay. Dù máy rất là nhỏ nhưng máy trang bị rất là hoàn hảo. Một cổng LAN, hệ thống tản nhiệt. Ở đây là một cái khe SIM. Rất ít khi có những cái khe SIM có thể chúng ta xài được, do là cái hãng đặt cái kẹt ở bên trong có hay không thôi. HDMI và thêm một cổng USB nữa, đuôi sạc cho máy ngay góc bản lề luôn. Ở đây cũng ngay góc bản lề, rất là hay. Mặt sau chúng ta thấy rằng hệ thống tản nhiệt rất là đầy đủ, với logo dòng chữ Latitude 5491.
với rất là nhiều thông số của hãng. Chúng ta nhìn ở đây. Chúng ta sẽ xem sơ qua về cấu hình. Ở đây có hai option để chúng ta chọn lựa là i5 và i7. Trước mặt chúng ta là mẫu Core i5, CPU là 8400 chip H, rất là mạnh ha, 2,5 GB 8 CPU, và trong máy đang là RAM 8 GB, dòng DDR4 bạn có thể up lên tới 16 GB cũng được nữa. Ở đây thì dòng này lại không sử dụng cam màn hình rời mà chỉ là cam màn hình onboard thôi, UHD graphic thôi. Điểm mạnh nhất ở đây là chip H sẽ giúp cho tăng tốc độ, đáp ứng được những yêu cầu về lập trình với code dành cho các bạn chuyên môn về web. Phần lớn các bạn học cái phần này không cần phải là sử dụng cam màn hình rời, vì vậy chiếc máy laptop này nó sẽ đáp ứng được tốc độ tăng mạnh và không nóng máy. Đó là một cái điểm mạnh, ý đồ của các nhà sản xuất trên chiếc laptop này. Và máy này có thể hoạt động được ở mức độ cường độ gấp đôi thông thường. Như chúng ta nghĩ như một ngày chúng ta làm việc 8 tiếng thì máy này sẽ hoạt động có 16 tiếng chuẩn lì đòn. Đó là điểm hay. Với mẫu này thì với ổ cứng 256 GB hoặc là 512 GB, có hai option để chúng ta lựa chọn. Và màn hình trước mặt chúng ta là màn hình 14 inch 1.66 x 768 anti-glare QLED. Chúng ta test thử đoạn video để đánh giá về hình ảnh. Thông thường thì Latitude của hãng Dell tạo ra các cái form màn hình luôn luôn là lụa chống chói như thế này, có nghĩa là màn hình không có gương bóng. Không phải là họ không biết cách làm, nhưng mà thật ra thì đây là màn hình giới chuyên môn rất yêu thích, vì bạn sẽ thấy được rất rõ những thông số khi bạn cầm cái máy laptop đi ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời hay là nơi mà đèn rõ nhiều. Lụa chống chói sẽ giúp cho màn hình không chói. Để mà hiển thị được dễ dàng nhất, dĩ nhiên chúng ta phải ngồi ở cái góc nhìn trực diện, đó là nguyên tắc chung. Và cường độ ánh sáng rất là dịu để giúp chúng ta đảm bảo được cái hiển thị không có hại mắt chúng ta. Dãy nút bên trên từ F1 đến F12 có rất là nhiều nút, hai chức năng. Chúng ta thấy cái nút màu xanh, chúng ta nhấn kèm với nút FN, chúng ta sẽ sử dụng phím tắt này, giống như tăng giảm ánh sáng, hình ảnh hay là đèn phím, tất cả đều là sử dụng trên cái chỗ này nhé. Về chất liệu thì đây là một trong những loại laptop rất là đẳng cấp và đứng đầu thế giới. Họ sử dụng những loại chất liệu rất là riêng và không có trùng bất kỳ cái sản phẩm nào trên thế giới. Cái độ mịn, cái độ mát và cái chất liệu rất là dễ chịu, chúng ta sờ tay vào cảm nhận trên một khối hợp kim, nhưng mà khi chúng ta chạm vào thì chúng ta cảm nhận nó giống như một cái lớp lụa rất là êm, rất là sang. Và chính vì vậy rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ luôn luôn yêu cầu là các nhân viên chọn lựa những cái mẫu Latitude. Các công ty tập đoàn lớn của Hàn Quốc, của Nhật thường hay sử dụng ở chúng tôi thì họ chọn Latitude thường xuyên, do họ hiểu rõ rằng cái tiêu chuẩn rất là cao của dòng máy này. Dòng trước mặt chúng ta chiếc laptop này thì nặng khoảng tầm 1,6 kg thôi, cũng khá là nhẹ ha. Và pin là 3 cell dòng Li-ion. Pin này cũng có thể cầm khoảng từ 3 đến 5 giờ nên chúng ta hết sức an tâm trong một ngày làm việc thoải mái. Chúng tôi muốn rằng là người Việt Nam chúng ta có điều kiện được chọn lựa thêm nhiều cái mã. Và mã này hầu như là không có bán tại thị trường Việt Nam chúng ta nhiều, do giá thành những cái dòng này nó hơi cao so với mặt bằng chung của Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng mang lại cho các bạn những cái gì đó tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi cũng đưa về Việt Nam những cái gì đó đỉnh nhất thế giới cho các bạn có được thêm sự lựa chọn. Nếu như chúng ta muốn bỏ một số tiền ra mà xài được chiếc laptop đỉnh, xin mời các bạn đến Laptop Shutter Shop. Tại đây chúng tôi có khá nhiều option, khá nhiều mẫu mã từ các phiên bản khác nhau của Dell, HP, Acer, rất là nhiều mã nhé. Đến từ Mỹ rất là nhiều.
vì thông thường thì chúng tôi thấy thì cái chất lượng nó lúc nào nó cũng cao hơn ngoài thị trường rất là nhiều về RAM, main board, ổ cứng. Nên khi chúng ta chạy lên các ứng dụng thì chúng ta thấy rằng đụng rùa rướng nó rất là ok và tuổi thọ của máy nó cũng bền hơn rất là nhiều. Có thể nói rằng chiếc laptop này nó mang một cái vẻ đẹp thì nó không phải là xuất sắc, nhưng nó mang một cái rất riêng, nó giống như ThinkPad vậy đó, tạo ra một cái nét rất là riêng, tạo ra một cái form rất là đúng nghĩa của Latitude, rất văn phòng và rất là thân thiện với lại cái việc người dùng. Tôi mời các bạn đến 3 tháng 2 để cùng chiêm ngưỡng và cảm nhận thêm đối với sự tư vấn của các chuyên gia của chúng tôi nhé. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 0903344188 hoặc là 0908115124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.